test cái rắc 300 sau khi mình làm nồi với lọc gió. Xe này rất là mới nha, lại mới cái 8.000 cây. Đó, anh em thấy sự khác biệt làm nồi trước khi làm nồi và sau khi làm nồi nữa. Xe zin sau này như là được 150 mấy á, 150, 150 mấy. Thì lúc trước mình có quay đó, xong mình làm xong rồi lên 180 mấy. Nó mở tua cái đặc biệt là mình làm là trị luôn cái bệnh rung rần ra đầu á. Quá chăm lâu lâu nó cũng bị. Chiếc đời mới thì chưa bị mà đời này bị. Em cũng có nhu cầu làm thì liên hệ mình đó. Cái này rất là mới luôn, bô rồi nè, nó không có bị cháy, không nghe đĩa, không sọc luôn, chưa có dấu hiệu gì hết. Có chạy 8.000 mấy à, đời này mà chạy như là quá ít, quá mới luôn. Sản xuất thì năm 2012 ha, nhưng mà đăng ký chạy lắm. Nghe anh khách nói xe này là đăng ký tới 2015, 2016 mới đăng ký rồi. Anh em xem tiếp không?